Hello, xin chào anh em, rất vui khi gặp lại mọi người ở kênh của mình nha. Ở video ngày hôm nay thì mình xin chia sẻ cùng anh em một cái trick rất là nhỏ trong phần mềm Illustrator mà có thể mọi người chưa biết nha. Nào, let's go! Ok, trước tiên thì anh em mở cái phần mềm Illustrator lên và vẽ cho mình một cái hình cơ bản như này. Đó. Mình sẽ vẽ một cái áo. Đó. Đó, các bạn có thể nhân cái hình này lên và chọn toàn bộ những cái đối tượng này và nhấn Shift M và quét qua những cái mảng này để cho nó gộp lại những cái mảng này nhé. Đó, mình sẽ vẽ một cái hình tròn này, chọn hai mảng này và nhấn giữ phím Alt để trừ đi nhé. Ok, mình sẽ vẽ một hình vuông này và xoay nó lên. Các bạn vào Effect và chọn vào Distort này. Đấy. Kéo sang bên trái này để cho nó ra được cái hình ngôi sao này. Ok, tiếp theo là một cái hình bông hoa này. Các bạn sẽ vẽ ra một cái hình lục giác như này. Tiếp tục vào Effect, vào Distort, chọn vào mục thứ hai này. Kéo sang bên phải đi. Đó, thì nó sẽ được cái hình bông hoa như này. Đó. Cái hiệu ứng này rất là hay. Khi mà các bạn có thể tạo ra rất là nhiều những cái hình khác nhau mà không phải vẽ một cách thủ công. Đó. Cái hình ngôi sao này thì mình sẽ bo tròn cái đầu nó lại một chút nhé. Khi mà làm hiệu ứng xong rồi, các bạn nhớ vào phần Object và Expand để phá cái mảng nó ra nhé. Tạo thành cái mảng này. Ok, bây giờ mình sẽ cho màu, đổi màu để các đối tượng này có nhiều những cái màu sắc khác nhau nhé. Mình sẽ vẽ thêm một cái hình tròn này. Ok, sau đó thì các bạn sẽ... Ok, sau đó thì các bạn vào File. Đấy, sổ xuống phần Script này và vào phần Figure này. Có thể là một số bạn, cái phần mềm của các bạn sẽ chưa cài cái Figure này. Thì mình sẽ để cái link để các bạn tải cái Figure này về nhé. Để các bạn cài vào cái plugin này nhé. Đó, các bạn vào phần sổ vào phần code này. Đấy, thì ở đây nó sẽ có một cái file nén để các bạn tải về nhé. Đấy. Sau đó thì các bạn cài vào như mình. Đấy, các bạn giải nén ra này. Và các bạn kéo xuống ở dưới này, nó sẽ có mục Figure. Các bạn copy này. Copy cái phần này vào. Và các bạn vào ổ C. Đấy, các bạn copy vào nhé. Các bạn vào phần ổ C này. Đấy. Vào phần file, Chrome file này, vào phần Illustrator này, đấy, vào phần preset này, đấy, các bạn click vào đây và vào phần script, đấy, các bạn Ctrl V vào đấy nhá. Như mình thì mình đã Ctrl V vào rồi, đấy, các bạn chỉ cần Ctrl V vào đây. Nó sẽ bổ sung cho mình cái plugin này nhé. Ok, bây giờ các bạn tắt cái Illustrator này đi để reset lại cái plugin này nhé. Ok, sau khi mở lại file Illustrator này lên thì các bạn chọn toàn bộ những cái đối tượng này và vào phần file, xuống mục script và vào Figure. Đó, nhấn ok. Đó, thì nó sẽ tạo cho mình cái pattern sẽ random trên cái phần hình của cái áo này. Đó, rất là hay đúng không? Mình có thể áp dụng cái này vào rất nhiều những cái hiệu ứng khác nhau. Ví dụ như là cho text này, hoặc là cho một cái đối tượng nào đó. Đấy, để các bạn đỡ mất công phải nhân cái hình này lên. Đấy. Mình sẽ chỉ cho các bạn một cái rất là hay. Để các bạn từ một cái hình này bạn có thể đổi thành rất nhiều màu khác nhau nhé. Đó, các bạn sẽ nhân cái hình này ra. Và vào phần Edit này, vào mục Edit Color này, các bạn chọn vào mục đầu tiên này. Đó, thì ở đây nó sẽ ra cho mình một cái bảng như này. Và các bạn có thể kéo
cái vòng tròn màu này để cho nó thay đổi cái màu sang một cái màu khác nhé. Ok, clip đến đây là kết thúc rồi. Rất mong là cái trick nhỏ vừa rồi sẽ giúp ích cho công việc của anh em. Nếu anh em thấy clip hay và bổ ích thì đừng quên để lại một like, một subscribe kênh để ủng hộ cho mình nhé. Bye bye, chào tạm biệt mọi người. Hẹn mọi người những clip tiếp theo.